Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ bonus cho thêm một cái video nữa vào buổi trưa anh em ơi. Thì cụ thể đó là mình sẽ test cái con Itachi cầm cái lồng đèn đó thêm một lần nữa, và cũng như là cái độ bát cái khi mà cái con Raikage đó nó búp được cái khi cho cái con Itachi này. Thì khi mà gắn lồng đèn cho con Itachi này á, thì cái khả năng chống chịu của nó rất là bị yếu đi anh em, so với lại khi mà gắn cái đào xuân. Thì cái này thì cái tác dụng của nó thì mấy ông đọc cái skill cũng thấy rồi ha, đọc mấy cái nội tại của mấy cái bảo vật cũng thấy rồi đấy. Thì mình cũng đã có test được cái thứ đi đánh nhau rồi, cái thứ thì thấy con Itachi này khá là dễ bị sốc đam. Nhưng mà ra cái con Raikage này rất là đúng thời điểm luôn anh em, thời điểm mà cái con Itachi dễ chết nhất thì lại ra một cái con tướng là đi búp khiên cho tim anh em đấy. Rồi cái độ gọi là búp khiên của em nó bảo chê cho những cái con tướng thấp máu nhất của phe ta đó, thì mình đánh giá cũng khá là ok anh em, nên đi với lại cái meta này đó. Nhưng mà vẫn phải test thêm nha anh em. Rồi thì cái video này là mình quay vào tối ngày hôm qua đó anh em, bởi vì nó ra tướng nè anh em, nó ra cái con Raikage này, chưa test được con Itachi cầm cái lồng đèn nữa đó, mà ra con Raikage rồi nên là phải tập trung con Raikage, nên là không có ít cái video là nó sẽ kéo dài nữa mà chúng ta test nhiều đó anh em, nên là mình sẽ chia ra làm hai anh em ha. Ngày hôm nay là có cái ải thử thách với lại cái ải hang rắn. Nói về cái hang rắn một tí, thì cái hang rắn này cách đây vài ngày trước nó đã update thêm tầng rồi, không biết là anh em có biết hay không. Mình thì đã biết rồi nhưng mà chưa có thời gian để mà làm lại cái hang rắn cho anh em xem. Nó AFK rất là lâu luôn, bây giờ nó mới mở thêm tầng anh em. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ đi hang rắn với lại cái thử thách luyện tập để test lại thêm cái khả năng đi BK và cũng như là đi boss. Đó, đi BK và cũng như là đi leo. BK thì mình không có test nữa ha anh em. BK thì để mà mình lên con Raikage E5 cái đã mới dám đi đánh người ta. Đi cái khả năng đi thử thách với lại cái hang rắn thử coi như thế nào ha anh em. Rồi ok anh em, thì con Raikage của mình thì mới có 10 sao thôi anh em. Ngày mai mình chiều nay anh em, chiều nay vẫn sẽ có thêm một cái video nữa bung cuộn chiêu mộ đặc biệt 400 nhát nữa để em up cho con Raikage này lên được E1, E2 được các thứ thôi anh em. Tuần này là cỡ E1, E2 hoặc là E3 thôi. Mình cũng đã cho nó lên bùa rồi, đang cho nó bùa máu với lại chặn anh em, để tăng được cái khả năng là chống chịu của em nó. Nói chung là mới đẻ ngày hôm qua mà anh em, nên là bây giờ em nó cũng còn khá là yếu. Nhưng mà nha anh em, nhưng mà vô trận cái khả năng là sống sót em nó với lại búp khiên đã có rồi, 10 sao là chơi được rồi anh em, khá là cháy luôn. Ok, bây giờ sẽ vào đánh hang rắn trước đi anh em. Hang rắn lâu quá rồi chúng ta chưa đụng vô đúng không. Hôm nay mình sẽ lấy con Itachi cầm cái lồng đèn vô đánh hang rắn thử cho anh em xem ha. Ủa, quên bấm bỏ qua anh em ơi, quên bấm bỏ qua trận, vô trận đánh thử luôn nha, thử coi một bóp có chết luôn được ba đứa hay không. Wow, phê. Thường thì sẽ là một đánh thường và cũng như là một nộ anh em là sẽ chết tụi nó luôn rồi. Đam to vải trưởng 127 triệu. Để mình chỉnh tiếng nó bé bé như đây là vừa rồi ha. Đây, đánh đam không có thua gì Itachi đó, không có thua gì sặc đâu nha anh em, một bóp chết một đứa. Xong là một nộ nè anh em. Đám này mình nghĩ là đợt này nếu mà mình quét á. Ôi đau. Ôi anh em có tụi nó đánh kìa. Đau chứ bộ, giỡn đâu. Bởi vì con Itachi này á, nó bị cái nó là nó bị đang bị yếu sinh lý anh em ơi. Máu nó đang khá là bé. Đó, hầu như là xém chết tụi nó ha. Nếu mà mình lên tiên thuật ổn á, có thể là one hit được tụi nó luôn nha anh em. Được cái thì hai anh em nhà Itachi với lại con sặc á, nó có hút máu anh em, nên là đánh khá là ok. Đau quá. Bóp nè, hút máu lại liền ha anh em. Ui đau thế nhờ. Đấy, nên là trụ ở hang rắn, trụ ở hang rắn rất là tốt luôn anh em. Itachi biết sặc ấy. Còn mấy con Danzo với lại con Gara thì để vô chơi thôi. Itachi của mình được cái là nó không bị dính CC nha anh em, miễn chống của nó lên tới 100%.
nên là nó sẽ không bị dính CC. Đấy, nên là gặp những cái con ví dụ như là nó có choáng đồ với lại đóng băng đồ hóa đá rồi cái thứ đó, nên là không có sợ, anh em không sợ. What the hell, bóp hút máu lại, ui rút độc chết luôn ạ. Thế là chúng ta từ biệt Itachi rồi anh em ơi. Đang ải 710 thôi anh em. Mình sẽ lấy sặc vô đánh đi. Lúc mà nó mở thêm thì mình chưa đánh một ải nào luôn đó anh em. Chưa đánh một ải nào luôn đó. Ngày hôm nay là mới mở ra đánh cho anh em xem đó. Thì theo mình đánh giá cái đám boss ở trong này nó đánh đau lắm. Nó đánh đau lắm nha anh em. Anh em thấy không? Ba đứa dồn một đứa. Cụ thể đó là con sặc đó anh em. Nửa cái máu. Nếu mà ăn thêm CC nữa thì chắc gì không nổi đâu anh em. Bắt buộc là tới đòn thứ hai là phải one hit hết tụi nó là mới may ra mới qua được. Còn mà gặp rút độc như là con Hanzo hồi nãy thì ối rồi anh em ơi, thua. Đấy, đó, đây 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 đây, khá là căng luôn nha. Ui chưa chết nữa kìa, what the hell. Ui rồi xong gãy. Wow, con sặc của mình không phải là yếu đâu nha anh em. Sặc của mình là nó có cả Lindigan nữa đấy. Mà còn hẹo trước tụi nó nữa anh em ơi. Quải cả trưởng à. Trời ơi thứng thân đi xui. Chiến này là phải build con con Raikage hoặc là con QLB. Mắt binh vô trong này đánh tuy mà nhay, nhưng mà được cái là nó sẽ đỡ bị chết hơn anh em. Trời ơi á, cho Danzo vô đi. Một quả Rosino cũng đau ghê anh em ơi. Chết hai không? Ok, trời nửa cây máu. Hay cha. Ok, đánh tiếp nha anh em. Đấy, mở tuy mở những cái tầng cao như thế này nhưng mà đánh vẫn đau nha anh em. Mấy con boss này đánh vẫn đau đấy, lết được có vài tầng thôi, cỡ mười mấy hai chục tầng đầu thôi anh em ơi. Gặp con Danzo này thì cái khả năng phục hồi nó cùi nữa anh em ơi, nó không có to. Nên là máu của nó hồi không có to cho lắm. Đó, chết queo u là trời, 713. Cho Gara vô nha anh em, cho Gara vô. Cái này là đánh solo thôi anh em ơi, nên là không có để mình ráng build con Raikage lên E5. Đánh lại cái hàng rắn này cho anh em xem. Được cái con Gara này nó có cái lớp bảo vệ đó anh em, nên là đỡ bị chết. Nhưng mà theo nếu mà đỡ bị chết như thế này thì mình bơm máu ở ngoài cũng được anh em, bơm máu ở ngoài cũng được, nhưng mà đam em nó thì theo thời gian nó hơi bé. Trời nó trẻ kìa. Quỷ Kisume trẻ đau thực sự. Rồi xong gãy rồi anh em, nhìn là biết gãy rồi. Ôi ôi 715 anh em, 713 chứ. Thì mình đánh tới cái tầng này nhưng mà qua được sau mình quét tới cái ải này, mình đã qua được cái ải bị rút độc hồi nãy rồi đó anh em, nên là có thể lia được tiếp ha. Lấy hai anh em nhà Uchiha này đánh. Ok, bây giờ hang rắn xong rồi, bây giờ ấy. Hang rắn xong rồi đi shopping anh em. Ở trong này nó bán những cái vật phẩm bằng đồng á, khá là rẻ, anh em tranh thủ anh em mua mấy cái vật phẩm này. Đây. À. Vé đánh đấu trường rồi các thứ với lại su nha anh em. Đây ưu tiên mua su rồi các thứ nè. Rio anh em bỏ nha, không có mua Rio nha. Đây 600 nè. 600. Nói vậy thôi chứ cái giá này nó bằng lại cái giá ở ngoài shop anh em ơi. Được cái nó bán nhiều hơn thôi. Rồi ok, đi thử thách nha anh em. Để mình build lại cái dàn tướng của mình coi anh em ơi. Ào. Cho con Raikage vô nha anh em. Sẵn test cái khả năng chống chịu của em nó luôn. Đấy, ok. Chơi. Được cái thì em nó sẽ có Ôi, giờ này mà còn chơi gai nữa kìa anh em, cháy thế. Được cái thì em nó sẽ có búp khiên cho team anh em. Nên là mình nghĩ là nó cũng trụ được những cái ải này cũng ghê, và cũng như là đi BK cũng ổn anh em. Đánh những cái thử thách này giống y chang như chúng ta đi BK rồi anh em. Bởi vì chúng ta sẽ đánh những cái người chơi mà được hệ thống lựa chọn. Một bóp một 800 triệu đam má ơi, ở trong này chưa có lượm một cái búp gì luôn mà đánh được 800 triệu đam rồi anh em. Ảo vơ. Để coi coi, tướng khắc hệ.
Một ninja địch sử dụng kỹ năng cả đội tăng phần có cái khiên này cộng với lại cái khiên của con Raikage thì sao anh em, thì cái khả năng chết của team chúng ta rất là bé luôn đấy. Ngon à, để mình test thử luôn nha anh em. Sẵn coi con Raikage mới có 10 sao thôi nha anh em, mình sẽ test từ bé cho tới lớn. Uầy, chui hết mất khúc máu rồi kìa. Mình để ý cái con Itachi á anh em, khi mà gắn cái bảo vật lòng đèn vô á, thường thì nó sẽ bóp là chết luôn cả con Shisui bên team địch anh em. Tiếc rằng ở đầu game không có ai nộ để mà mình búp khiên kìa anh em ơi, nên là khá là đợi búp khiên lên khá là lâu. Hút máu lại. Đúng rồi, đầy cay luôn ạ. Team mình hầu như không mất một giọt máu nào luôn á. 700 triệu đam hả? Đúng rồi. Quá cháy luôn. Để coi coi, giảm sát thương. Rồi, ok, lượm cục máu. Chọn thêm một tướng nữa nè. Chọn đệ ngũ đi, đệ ngũ bơm máu cũng khá là ok đấy. Rồi, bơm cục máu ra, team mình chưa chết ai nên là mình không có cần hồi sinh nữa nè. Boss nha. Itachi E5 luôn nha anh em, bên này là đội hình hơi bị cháy đấy. Mình chỉ khác là khác nổi là mình có con Raikage thôi. Oh yeah, trời ơi, bật khiên hết luôn ạ. Bóp nó cũng đau chứ bộ anh em ha, mình bóp tụi nó tới nửa cây luôn kìa. Chết tôi rồi. Con Gara đệ ngủ gãy rồi anh em ơi. Raikage mình cũng sắp gãy luôn rồi, oh my god no. Đừng có nói tới tên đầu là em nó gãy nha, nhưng mà em nó đã tự búp khiên cho nó được nha anh em. Em nó đã tự bức khiên được. Còn con Danzo Kage này để anh em nhà Uchiha xử nha anh em. Đúng rồi, chết đi bạn. Chưa chết nổi đâu anh em. Con quỷ này nó có cái kháng những cái đòn. Ôi, dính CC vậy thì chết đi mã ơi. Cái pha hồi nãy Itachi nó bóp tới 20 mấy triệu đam luôn á anh em. Căng thực sự, chết con Gara rồi. Gara dính cái quả choáng nhiều quá. Đây, trời ơi. Khi bắt đầu trận đấu lại là búp xịn nữa rồi, tất cả cái địch bị chém hai lượt, còn ở bên này là giảm 35% máu hiện tại của kẻ địch ở lượt thứ ba. Ôi ôi, một trong hai cái này cái nào cũng ngon hết anh em, cái nào cũng ngon cả. Khi bắt đầu tất cả kẻ địch bị chém hai lượt đi anh em, cái này bá hơn cái giảm 35%, nhưng mà cái giảm 35% á máu của kẻ địch đó thì nó dễ nó dễ chơi hơn anh em. Bởi vì sao? Bởi vì đứa nào cũng dính hết trơn á. Còn cái choáng này á anh em, mình sẽ để đợi ngủ lên đi. Còn cái choáng này á thì đứa nào miễn chống cao nó không bị dính luôn anh em. Đó, a dính hết rồi kìa, ngon. Trời ơi, pha này khỏe. Choáng hai lượt thì tụi nó chỉ đợi chết thôi anh em ơi, đợi chết. Uầy, bóp một phát chết ba đứa đằng sau luôn à. Ngon. Cái con mây của mình á anh em thì khi mà vào trận nó nổ á, con Raikage búp luôn. Búp cho ba đứa máu thấp nhất team của mình. Cụ thể đó là hai anh em nhà Uchiha với lại con Raikage. Bởi vì con Raikage hiện giờ đang còn yếu anh em, nên là nó tự búp cho nó là điều bình thường ha. Chính xác 30%, chí mạng 10%, cái này ngon nè. Yagura đi anh em. Mình sẽ cho con Yagura trong team, bởi vì cái combo Yagura cộng với lại con Raikage á thì nó sẽ tăng rất là nhiều tỷ lệ búp khiên cho team anh em. Nhưng mà đợi khi nào team mình nó tàn đi cái đã. Đấy anh em thấy không, con sặc ở bên kia nó đâu có bị dính choáng đâu anh em, do cái miệng chống của nó đó. Một bóp nè. Wow. Ồ anh em thấy không, có khiên đó nha, không là gãy pha đó rồi, không là con sặc nó quơ tay một cái là team mình gãy rồi đó anh em. May mà cái con mây của mình á nó có nổ trước đó anh em. Đó, kháng sốc đam rất là tốt luôn, 1 tỷ đam nè anh em, 1 tỷ đam. Đấy, nên cái lý do vì sao mà mình quay cái đoạn đi đánh thử thách này cho anh em xem á. Cái what the hell, cả đội có lá trắng 40% luôn. Trời ơi là trời, 40% hình như là max binh rồi đó anh em. Đấy, để sẵn test luôn cái khả năng búp giáp của cái con Raikage này. Chưa nói kể tới cái vấn đề đi đam nha anh em, nhưng mà Raikage thì mình không có chú trọng đam cho lắm anh em. Dù sao nó cũng là một cái con tướng tăng cơ mà. Bóp nè, bật khiên hết. Đó, team mình rồi, mất khiên rồi. Chết con đệ ngũ của mình rồi anh em ơi.
Đấy, có khiên nha anh em. Khiên giảm sát thương với lại khiên của con Daikage búp. Quá quá. Ngon à. Thì mình đang tính thay con Shisui. Thay con Shisui ra vị trí của Daikage anh em ơi, cho Daikage vô. Shisui bây giờ cho về hưu được rồi. Nhưng mà để ngủ mình gãy rồi anh em ơi. What the hell, bóp kinh được sầu. Pha này phải tỷ đam. Đánh ra tàn tỷ đam không ghê quá anh em ơi. À được. 100 tóc đầu luôn. Chọn con Han đi. Gara mình gãy rồi anh em ơi. Để mình coi coi, nếu mà hồi sinh thì hồi sinh được con Gara anh em. Hồi sinh được Gara. Hồi máu lại được con Danzokage nữa nè. Hồi sinh đi anh em, hồi sinh thêm đi. Bỏ máu đi, chết tôi rồi. Sao lại hồi sinh để ngủ anh em nhờ. Gara nó chết trước mà. Thôi không sao, mình sẽ bỏ như thế này. Cho con Danzo đến khi nào mà nó hồi đầy máu thì bỏ lên lại anh em. Trời ơi, ở bên kia Shisui kìa. Ôi, bóp chết con sặc, chết Itachi. Bên kia Itachi E5 nha anh em. Bên kia E5 đấy. Này thì E5 với chúng tôi. Trời, một mình coi Itachi lụm hết luôn kìa anh em. Để một chút máu cho con sặc, mình hút máu lại. Đúng rồi, hút máu lại, pha này ngon rồi đó. Đầy cây máu. Đấy, chết tôi, ra cái cây gãy rồi. Sao vậy anh ơi? Trời ơi, Garage thấy rồi nha anh em. Hàng sau tăng công. Ok, hàng sau tăng công ngon ấy. Qua được chế độ khó luôn nè, ra cái gãy rồi anh em ơi. Hồi sinh thêm thôi nè. Để mình coi coi có ai mất máu nhiều không. Không ai mất máu nhiều, để mình hồi sinh thêm đi. Raikage, đúng rồi. Tuyệt vời. Chọn thêm để tam đi nè. Rồi. Đó, team y như cũ anh em. U như kỹ, y như cũ. Cho Asuma vô đi nè. Mình thấy Asuma nó trâu bò hơn một tí ấy. Đó, ok, đẹp rồi đó anh em. Danzo lên lại ha. Đầy cái máu rồi, lên lại đi, trời ơi. Cái này là choáng được hai hiệp đầu rồi đó nha anh em, mà còn xính dính rồi đó. Rồi hai anh em nhà nó quạt cho hai cái, team bên kia còn có hai đứa rồi anh em. Cháy thế nhờ. Cái này là choáng địch lúc đầu hai tên rồi đó anh em, không là cũng ăn hành sắp mặt đấy. May mà lụm được mấy cái búp xịn. Cái gì? 3 tỷ đam á. À, anh em thấy không? What the hell? 3 tỷ 2 đam, u là trời. Quái vật. Cái này là chưa mát tiên thuật với lại sách đồ nha anh em. Trời, không ổn rồi, gì mà ghê vậy ta. Hút máu 10%, tăng 10% máu tối đa này đi. Cháy ghê ấy. Itachi E4 đánh gấp anh em. Thằng Itachi ở team bên kia chắc chắn là E5 rồi. À, bên này không có Itachi, lụm bên này cái đã. Bên kia E4 cũng khó chịu lắm. Choáng xấu, ngon. Khi mà có choáng anh em, con Itachi nó sẽ nhận được thêm những cái tầng công khi mà đánh vào mục tiêu bị CC đó anh em. Nó nên là bóp rất là đau. Cái này là do được búp bởi những cái búp ở trong thử thách đó nha anh em. Nên là nó đánh mới cháy như vậy đấy. Giảm 10 thủ kẻ địch. Thôi chọn máu đi. 20% máu. Và cũng như chờ thêm 20% máu ở trong chế độ khó. Em thấy không, con sặc nè. Cái miệng chống nó cao quá nên nó không có bị choáng hơn anh em. Này thì miệng chống cao nè, trời ơi. Thôi thôi. Phê. Hai anh em nhà nó là quạt chả tim đơ địch kìa anh em. Toàn là quạt làm một phát không. Itachi thì đánh ba đứa hàng sau. Đầu trận hồi tăng công đi. Itachi thì đánh ba đứa hàng sau. Còn sặc á thì đánh ba đứa hàng trước anh em. Một phát một gãy luôn. Khỏe anh em, nếu mà như vậy thì quá khỏe rồi. Ui, con Asuma này mới vào nó nổ được luôn kìa. Đây sặc đây. Đó ơi.
Thằng Shisui nó block đam ghê quá anh em ơi. Nên là sạc không có bên hết được. Chết, quá đơn giản. May mà làm được cái búp xịn không là mệt mỏi rồi. Rồi, đánh boss nha anh em. Đánh boss lượm thêm tài nguyên đi chứ mắc gì đúng không. Ba con boss này chắc mệt chứ mình rồi bởi vì nó dính quả choáng lúc đầu game mà anh em. Team này bây giờ là vô đối rồi. Trời ơi, bóp một cái con quỷ boss dưới này chết luôn nè. Anh em xem đã mắt không anh em, một bóp chết một đứa. Một bóp chết ba đứa đặt hàng sau. Thường thì hàng sau nó sẽ để những cái con carry công cao anh em, nên là con Itachi nó bóp đau lắm. Lại là 3 tỷ 8 đam. 3 tỷ 8 đam nha anh em. Gần 4 tỷ đam, trời ơi trời. Quá kinh thiên động địa. Đánh hàng trên đi. Cái này là không có sự lựa chọn anh em ơi, thằng nào cũng mạnh cả. Nhưng mà vô trận mày bị dính choáng đi. Trời ơi, bên nó choáng được có 3 đứa thôi anh em. Choáng được có 3 đứa thôi. Thằng sặc với lại con Gara không bị choáng, nhưng mà đã bóp chết sặc rồi. Khỏe. Cho dù sặc không bị choáng luôn anh em, hồi nãy sặc không bị choáng á. Còn Itachi của mình nó cầm cái bảo vật lồng đèn nó bóp one hit vậy cũng không có cơ hội để mà chơi game anh em. Ok, boss cuối đây. Hút máu 15% đi. Chọn hồi sinh luôn đi. Team mình đâu có mất máu đâu mà sợ. Đó, hồi sinh Gara để ngủ ha. Vẫn để team cũ đánh đi anh em. Gara kệ nó. Team mình bây giờ dư CC rồi. Chưa kể những thằng nào mà dính cái câm lặng nữa anh em. Itachi nó pop một cái chết. Phê. Chiến này thử thách mệt với mình rồi anh em ơi. Nhưng mà nếu mà mình không có cái búp xịn choáng hai lượt như thế này á, thì chắc là không có đi được tới khúc này. Cũng khá khó đấy. Đợi con Rakage E5 đi anh em mới tính được. Ok, chiến thắng ha, ổn áp nha. Thần thụ đơn đi anh em. Thần thụ đơn làm cho nó hết 1000 ở đây. Yagura mình cũng đang test cái combo này ha anh em. Hôm qua cũng có đánh thần thụ cho anh em xem rồi á, nhưng mà cái team này, ôi cái team này nó bóp khó chịu quá. Ủa con Yagura mình có, thôi mình bỏ con Yagura ra nha anh em, bỏ con May vô đi cho team mình nó đàng hoàng một tí. Đây ok. Đó, may quá con Shisui nó không có ảo thuật được ai ha. Đói. Đừng có để tụi nó chơi game nha anh em. Nhất là hai con Shiraya ở đằng sau á. Tụi nó mà thổi lửa được một cái là mệt lắm đấy. Với lại mấy con Roshi nó nổ cũng đau lắm. Trời, thấy chưa, chết một đứa rồi kìa. Gara để ngủ mà gãy là anh em biết rồi. Đúng rồi anh ơi. Đó anh em thấy không, bật khiên lên hết luôn kìa. Hai anh em nhà Uchiha bật khiên lên luôn kìa. Ủa rồi, phê. Vừa hồi sinh lên tán rồi xong. May quá có khiên của Raikage anh em, ngon ngon ngon. Trời ơi rút độc kìa. Ô là trời, chịu không nổi anh em ơi, chịu không nổi. Cái này phải bỏ con Shisui vô quá anh em ơi. Shisui vẫn có tác dụng đi mấy cái ải mà có con gai, có con gai nha anh em. Phải ảo thuật được con gai mới ổn đấy. Hai con Jiraiya đã dính ảo thuật rồi. Sợ mỗi mấy con Roshi thôi. Đúng rồi. Chết ai không? Chết được một con Jiraiya nha anh em, ngon. Rồi, chiến này khỏe rồi, chiến này khỏe rồi. Sợ mấy con Roshi thôi anh em, Roshi em nhìn vậy thôi chứ nó nổ đau lắm đó nha. Đây, 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 đây. Nó nổ xong rồi nó kích ấn nữa, đau lắm. Hai ấn nó nổ cùng một lúc nữa nè. Đói thấy chưa, gãy sặc rồi kìa. Nhưng mà Itachi nói là tụi mày là DBRR nha anh em. Trời ơi tuyệt vời. Bóp một cái nữa anh ơi. Trời ơi tụi nó hồi sinh liên hồi vậy. Bóp một cái nữa nè. Trời ơi hồi sinh kìa. Thôi đặt hóa đá nó lại, đừng có để nó chơi game. May mà có cái giáp không là mệt mỏi rồi. Đây ok anh ơi, tuyệt vời. Nổ một cái nữa là có thể gánh tim nè. Em coi cái đam của Itachi pha này nha anh em. Sặc chết nhưng mà thằng anh
vẫn gánh team được 1.8 đam. Ồ, phê thật thật. Rồi, gặp gai rồi. Gai thì bỏ con Itachi vô anh em. Bỏ con Shisui vô, bởi vì Shisui nó có ảo thuật á, cho mấy con gai nó đá đồng đội của nó anh em ơi. Nhưng mà pha hồi nãy không có ảo thuật rồi. Ủa, pha này cũng không ảo thuật được luôn. Không ảo thuật được là gãy anh em. Team này là nhìn là biết rồi. Anh em coi tụi nó nè, hai con Chozuru, hai con gai đá hàng đầu chịu không nổi đâu. Một con à. Đó, ấy chỗ ối rồi. Chịu không nổi thiệt á chứ. Làm sao mà ảo thuật được hai con gai á anh em, may ra mới win được cái trận này ha. Còn không nó đá cho. Uầy, anh em thấy cái khiên chống chịu không anh em? Cái khiên này là nó what the hell, cái khiên kìa anh em. Cái khiên này nó chống chịu được một mớ sát thương luôn chứ nó là theo tên chứ không phải là theo đợt hay sao đó anh em ơi. Con gai nó đá liên tục luôn kìa, mà cái khiên nó vẫn chơi à. Hàng đầu chết hết luôn rồi. Đó anh em thấy không, con Raikage đánh không mất máu luôn kìa. Ôi đấy, nó còn hồi máu nữa chứ. Ôi mất khiên là bị gãy liền nha anh em. Nói chung là cái khiên này nó ảo quá, nó kêu là chặn được một đợt sát thương. Nhưng mà mình thấy cái khiên này nó chặn tới nhiều đợt sát thương luôn á anh em. Nhiều đợt sát thương chứ không phải là một đợt sát thương nữa ha. Đây, được hai con anh em. Còn con gai bên kia thì để coi. Gai ở trên thì để coi như thế nào. Mới đầu trận nó búp khiên cho hai anh em nhà Uchiha là ngon rồi anh em, là ngon rồi đó. Nên build như thế đó, như vậy nha anh em. Bởi vì máu của con sạc với lại con Itachi á, lúc nào nó cũng bé. Ui ôi, có khiên mà nó tán đau dữ vậy. Cái khiên này, cái cơ chế nó vẫn ảo lắm anh em. Nhưng mà cái trận này thì lại win rồi. Trời ơi á. Đấy, chịu gì nổi. Trời ơi, team mình hồi như full khiên luôn anh em. Đúng con Raikage này quá thực sự. Này thì nè, 1.4 RAM. Còn mấy tuần nữa thôi, để đó luôn đi ha anh em. Quay cũng khá là lâu rồi thì chắc mình sẽ ngưng video tại đây. Chiều nay vẫn sẽ có cái video ngày hôm nay luôn nha anh em. Cái video này là ngày hôm qua. Đó, còn ngày hôm nay thì mình chiều thì mình vẫn sẽ xả cuộn anh em, để săn thêm copy của con Raikage, up cho em nó lên E5 ăn học đầy đủ để test thêm cho anh em xem ha. Rồi anh em thấy hay dùng like share giỏi kênh nha anh em, cách rất nhiều nha.